Ai nói là ăn cơm tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây thì rạp Hào Quê này, rạp Hào Quê năm xưa nè, bữa chúng ta đi bên kia và mình nhìn khuất bởi cái tam giác này, quán hải sản tỉ muội rất là nhiều luôn, và rạp Hào Quê của chúng ta ngày nay ở dưới là để nhà hát nghệ thuật Phương Nam và ở trên là còn chữ nhà hát nhân dân gì đó. Không biết cô chú anh chị các bạn có nhìn ra được cái kiến trúc của ngày hôm nay hay không nữa. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Và hiện tại Sài Gòn bây giờ là hơn 7 giờ tối, và hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang một vòng ở khu vực đường Đồng Khánh này nữa ha. Nhưng mà hôm nay chúng ta không đi một cái đoạn khu vực chợ Xã Tây, mà chúng ta sẽ đi cái đoạn khu vực nhà hàng khách sạn Đồng Khánh, và trước mặt chúng ta đó là cái con đường Trần Hưng Đạo, và ngày xưa có tên là Đồng Khánh, và thẳng tới một tí nữa khoảng chừng 300 400 mét thì chúng ta sẽ đến chợ chợ Hòa Bình. Và bên tay phải chúng ta đây là con đường An Bình, đi thẳng ra bến Hàm Tử, một cái con đường rất là ngắn. Một đoạn này thì đi thẳng tới ngày xưa có hãng hãng kem đánh răng Hinot nằm trên đường Bạch Vân. Và ngày nay thì là cái trường học rồi ha. Và trước mặt chúng ta đây là một cái chung cư rất là lâu đời rồi. Chung cư này được xây dựng năm 1947. Ở khu vực Trần Đạo này có rất nhiều chung cư cổ, chung cư xưa. Đây cũng là một trong những chung cư xưa ở Sài Gòn chợ lớn này. Và chúng ta nhìn bên tay trái, đây có cái khách sạn Đồng Khánh, và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đến bệnh viện An Bình, và con đường Nguyễn Hoàng năm xưa và Trần Phú ngày nay. Và đây trước mặt chúng ta đó là khách sạn, đây là khách sạn Đồng Khánh, khách sạn Đồng Khánh ngày nay với cái thiết kế rất là cổ xưa. Và khách sạn này thuộc tập đoàn Sài Gòn Tourist. Hướng này là bệnh viện An Bình nè, đi vài trăm mét đó thôi, con đường lạnh lẽo. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về cầu Nguyễn Tri Phương. Thì năm nay sẵn dịp em đi mua há cảo cho bạn đồng nhỏ, và này thì cũng mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang ở khu vực khách sạn Đồng Khánh này ha, để mình biết khách sạn Đồng Khánh này ban đêm như thế nào ha. Và ở đây buổi tối người ta cũng có bán hủ tiếu mì Đồng Khánh. Đồng Khánh cũng là một cái thương hiệu bán bánh trung thu cũng nổi tiếng ở khu vực này. Chúng ta thấy cái bảng hủ tiếu mì Đồng Khánh, cơm trưa văn phòng 50.000, hủ tiếu mì 55.000. Và bên trong cũng rất là rộng, khách sạn này như 2-3 sao thôi. Tuy là không có lớn lắm, nhưng mà cũng so với các khách sạn ở khu vực quận 5 này cũng rất là sang rồi. Hủ tiếu mì vịt tiềm, xèo hủ tiếu kiểu người Hoa đó. Nhà hàng Đồng Khánh. Rồi đây thì bánh Đồng Khánh, bánh trung thu, bánh kem. Và chúng ta nhìn bên đường bên tay trái có cái nhà hàng Điểm Tu Tắc. Nhà hàng Điểm Tu Tắc ngay đây. Và bên đây nữa thì có những cái dãy nhà xưa xưa cổ cổ. Và khu vực này cũng gần với cái
hẻm 36 Trần Hưng Đạo lúc bữa chúng ta đi qua đó, ở trong đó có một dãy chung cư. Ở đây người ta bán heo đất nè, còn heo đất. Heo vàng, heo đỏ, heo người nhện tùm lum hết, đủ loại hết. Heo may mắn. Và chúng ta thấy bên đây nhà hàng Dim Tu Tắc này cũng rất là đông, rất là lớn. Hệ thống này có ở khắp thế giới, ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Thì ở Sài Gòn thì có mấy chỗ, ở đây là chợ lớn, một chỗ nữa đối diện khách sạn Sheraton, và chỗ đó thì em được dịp đi đến đó một lần và anh cũng thấy hợp khẩu vị rất là ngon. Và chúng ta đi một đoạn nữa sẽ đến cái đường Nguyễn Tri Phương, và nơi đó có cầu Nguyễn Tri Phương, có Đại Thế Giới. Và chúng ta nhìn bên tay trái có con đường Nguyễn Văn Đừng để đi ra bến Hàm Tử, nơi bán rất là nhiều than đá ngày xưa đó. Và buổi tối ở cung đường này cũng bán rất là nhiều món ăn. Như đây là hủ tiếu mì chú thò thập cẩm 30-35 nghìn. Còn ở đây là món chay Vĩnh Phong chay. Đối với cái đoạn này thì bán rất là nhiều đồ ăn nè. Hôm bữa chúng ta đi cái đoạn kia thì nhiều khách sạn, rạp hát, nhưng mà cái đoạn Đồng Khánh này bán rất là nhiều đồ ăn. Và đi lên một tí nữa chúng ta sẽ đến cái cửa hàng bán rất là nhiều bánh. Chúng ta đây thấy đây là hẻm số 60. Hẻm 60 và ở trên là một cái dãy chung cư. Và đi thẳng vô trong là một cái xóm người Hoa rất là đông. Khu vực này thì đa số người Hoa sinh sống rất là nhiều, nhưng mà ngày nay thì cũng ít rồi. Nhưng mà so với các quận khác thì rất là nhiều luôn. Chúng ta thấy đây có một dãy nhà phố cổ rất là đẹp, đồng kiến trúc luôn nè. Một tầng lầu thôi, ở trên là mái tôn và những ô cửa rất là giống nhau, nhỏ nhỏ. Ở dưới thì người ta cho thuê mặt bằng, có lẽ ở dưới là một chủ và ở trên là một chủ. Đối với Sài Gòn thì ban đêm thì có cái dịch vụ ban đêm, ban ngày thì có dịch vụ ban ngày. Như vụ ban ngày thì chúng ta không thấy những cái ánh đèn của những cái hàng quán cần cái hoạt động ban đêm như là massage, food, body. Và ban ngày thì chúng ta thấy mình đã đóng cửa. Và những cái ngân hàng thì ban ngày hoạt động mà ban đêm không hoạt động. Mỗi giờ thì có một cái sắc thái khác nhau. Sài Gòn là nơi không ngủ mà, là giờ nào cũng có người đi qua đi lại, lúc nào cũng có xe cộ hết, không có giờ nghỉ ha. Hồ Thị Kỳ đúng không?
với khu vực này thì chúng ta có cái quán bánh bao Thọ Phát, rồi ở đây cũng có một quán ăn nữa nè, chả giò Đắc Tô, rồi bánh bao Thọ Phát, rồi một dãy ăn uống ở con đường Nguyễn Hoàng. Và cái nơi đây ngay góc này có một quán trà sữa rất là đông. Và chúng ta nhìn lại cái giao lộ Đồng Khánh và Nguyễn Tri Phương, theo thẳng cái cầu này, hướng này chúng ta sẽ lên cầu, đó là cầu Nguyễn Tri Phương. Theo tìm hiểu thì ngày xưa có lẽ khu vực này là khu vực La Cai, bến đò La Cai. Thì nếu mà những cái thông tin này có cái sai sót thì cô chú anh chị các bạn cho em xin cái comment nha. Thì những thông tin này thì em cũng tìm hiểu trên mạng đó. Và ở đây có cái trà sữa rất là đông. Đó, chúng ta thấy bên đây là Đại Thế Giới nè. Đại Thế Giới về đêm. Ở đây thì rất là tấp nập, đông đúc, xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Xe buýt, xe hơi, xe máy, taxi, quá trời. Ở đây là giao lộ rất là tấp nập. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ lên cầu Nguyễn Tri Phương và đi về cái đường Chánh Hưng ngày xưa đó, và ngày nay là đường Hưng Phú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đường và mình nhìn lại cái khu phố ăn uống này ha, rất là sầm uất tấp nập luôn. Xe đông quá, bây giờ muốn qua đường cũng hơi khó khăn. Tại vì phải qua đường thì mình mới nhìn thấy được cái quang cảnh bên đây của bánh bao Thọ Phát. Nhưng mà chúng ta phải đợi xe bớt mới được. Cái luồng xe ở đây rất là đông. Nếu mà các anh chị các bạn ở xa Sài Gòn và đi về đây thì có lẽ không qua được cái chỗ này. Và có cái chú này chạy ngược chiều nè, cái chiều này không được chạy. Rồi chúng ta sẽ qua. Rất là đông, rất là nguy hiểm. Do cái chỗ này không có đèn đỏ nên thành ra chúng ta đi qua đường rất là nguy hiểm. Và mình nhìn qua bên tay phải, theo thẳng hướng này mình sẽ đi về đường Nguyễn Chí Thanh, đường Minh Mạng, đường Trần Quốc Toản. Và bên tay phải nữa chúng ta thấy có một cái cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria, và kế bên thì có bánh bao Thọ Phát. Và cái bên nữa có một cái dim sum, bao dim sum rất là nhiều luôn. Buổi tối thì bánh bao Thọ Phát bán xôi, rồi bánh mì, bánh bao, rồi há cảo, xíu mại. Chúng ta thấy khách rất là đông luôn. Thương hiệu có tiếng ở Sài Gòn. Để em zoom lại nha. Số 7880 Nguyễn Tri Phương, bánh bao 8 trứng 40.000 một cái.
Và chúng ta nhìn kế bên thì cũng là nhà hàng của Thọ Phát luôn nè, Bao Dim Sum. Trong đây thì em cũng chưa có vô nên thành ra chưa thể nói ngon hay không với các anh chị và các bạn được. Nhưng mà có lẽ cái quy mô ở cái khu vực này như thế này thì chắc có lẽ phải ngon rồi. Với lại món ăn của người Hoa thì món nào cũng ngon và dễ ăn. Người ta hay nói là ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Thì câu nói ý nói là món ăn của người Hoa thì món nào cũng ngon. Và đối diện thì có những cái shop bán cái ốp lưng điện thoại, bao da điện thoại rất là nhiều luôn. Và giá cũng rất là rẻ, chỉ 10.000 một cái bao da, một cái ốp lưng. Tùy theo kiểu, có kiểu thì cao cấp hơn thì có thể 20-30, 40 tùy. Nhưng mà cơ bản là đa số là 10.000. Và chúng ta thấy bên đây có một cái dãy phố cũng ăn uống rất là nhiều luôn nè. Con đường này là Trần Phú và ngày xưa là Nguyễn Quang. Và theo Trần Phú thì có hai hướng, một hướng thẳng lên Chợ Lớn và một hướng thẳng về Hồng Thập Tự. Thì cái đoạn này hướng về Chợ Lớn ha. Và đây có một cái đoạn rất là lạnh lẽo, đoạn này bán hộp, nhà tang lễ, nơi đó có xôi nhà xác rất là nổi tiếng. Khu vực này cũng rất là nhiều hàng ăn nè, phía dưới rạp Hào Quê nè, rạp Hào Quê năm xưa nè. Bữa chúng ta đi bên kia và mình nhìn khuất bởi cái tam giác này. Bữa mình đứng ngay chỗ Đại Thế Giới đó, mình nhìn qua đây thì bị khuất. Và hôm nay chúng ta lại có dịp đi ngang đây. Và em sẽ zoom để các anh chị và bạn xem cho rõ hơn ha. Tại mình đứng bên đây đường đó, tại vì muốn qua bên kia đường thì lại khó khăn. Và rạp Hào Quê của chúng ta ngày hôm nay có tên là rạp nghệ thuật Phương Nam. Hủ tiếu rồi, hủ tiếu mì, mì vịt tiềm, gà hát, quán hải sản tỉ muội, rất là nhiều luôn. Và rạp Hào Quê của chúng ta ngày nay ở dưới là để nhà hát nghệ thuật Phương Nam, và ở trên là còn chữ nhà hát nhân dân. Không biết cô chú anh chị các bạn có nhìn ra được cái kiến trúc của ngày hôm nay hay không nữa. Và với cái đoạn đường này và chúng ta đi đến một tí nữa sẽ có cái hẻm. Cái hẻm này sẽ thông ra ngoài Nguyễn Trãi. Và con hẻm này bán một cái món gọi là cơm gà hấp muối, rất là ngon và nổi tiếng. Tới đây thì quán vịt quay Trần Quang Ký nè, mì vịt tiềm Dâu Trăng, 402 Lão Hương Thân, cơm gà xối mỡ, rất là nhiều luôn. Nếu mà chúng ta đến khu vực này thì không nên bỏ qua khu phố này. Đối với các anh chị các bạn thích ăn những cái món ăn đường phố. Còn những cô chú anh chị thì nếu mà bụng dạ yếu thì chúng ta ăn ở những khách sạn cao cấp cho nó phù hợp, vì thức ăn đường phố thì không phải ai cũng thích hợp. Một số thông tin hình ảnh và cũng như hàng quán chia sẻ cùng các anh chị và các bạn để khi có dịp đến Sài Gòn và chúng ta cùng trải nghiệm
đó, và đến đây có cái hẻm nơi cây cột điện đó, có cái hẻm để thông vô đến cái đường Nguyễn Trãi, và nơi đó có cũng bán rất là nhiều đồ ăn. Và chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại đây, ngay cái vị trí này, đó là Đại Thế Giới Renmot ngày xưa, nơi ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn Chợ Lớn. Bên tay trái chúng ta đó là Đại Thế Giới. Một số hình ảnh ở khu vực đường Đồng Khánh, và một cái một đoạn về con phố ăn uống, gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo khi có dịp đến Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye các anh chị và các bạn. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.